Chào các bạn học sinh lớp 8, hôm nay chúng ta sẽ học bài số 15. Computers, để hoàn tất chương trình nhé. Và ở tiết học này, cô chủ yếu sẽ giới thiệu cho các bạn những điểm ngữ pháp chính trong bài số 15, lấy được focus. Phần thứ nhất cô muốn giới thiệu đó là cách dùng thì hiện tại hoàn thành với hai từ yet and already. Present perfect with yet and already. Mời các bạn xem công thức với cô nhé. Mình đã biết thì hiện tại hoàn thành, công thức của nó là subject plus has or have plus verb past participle, hay còn gọi là verb by ed. Thì bây giờ có chữ already. Already có nghĩa là rồi, đã rồi. Có chữ already thì chúng ta sẽ đặt nó ở đâu? Các bạn chú ý từ already có hai vị trí để đặt nhé. Thứ nhất là nó sẽ được đặt ở giữa từ has, have và ba ed. Cách thứ hai, chúng ta có thể đặt nó ở cuối câu. Còn đối với từ yet có nghĩa là chưa, thì chúng ta sẽ đặt nó ở cuối câu cho cô nhé. Rồi, bây giờ có công thức rồi, chúng ta coi xem cái bài tập số 1 trang 144 sách giáo khoa nha. Người ta yêu cầu chúng ta là hoàn thành bài hội thoại sử dụng từ yet và already. Chia thì đúng cho người ta với từ yet và already. Thì các bạn làm và dò đáp án với cô nhé. Chúng ta thấy ở câu thứ nhất nè, mẹ của bạn ba hỏi bạn ba, have you finished your homework yet, ba? Và ba trả lời là yes, I have finished it already. Đối với câu này thì already các bạn thấy nó đứng ở cuối, đúng không? Rồi tiếp theo, mẹ bạn ba hỏi bạn ba là what about your room? Is it tidy now? I'm sorry mom, I haven't cleaned and tidied it yet. Con chưa có lau và chưa có dọn dẹp nè. Rồi ở câu tiếp theo ha. Ở câu tiếp theo, mẹ bạn ba nói là boy ba, and the washing machine, have you turned it off yet? Don't worry mom, I have already turned it off. Đối với câu này thì các bạn thấy nè, từ already lại đứng ở giữa have với là verb ba. Câu tiếp theo, have you called and told Aunt Lee to have lunch with us today? Yes, I've already called and told her to have lunch with us. And she said she would come. Rồi các bạn coi lại bài 1 ha, chúng ta tự làm lại ha, rồi dò đáp án với cô. Và nhớ chép và tập nha các bạn. Chúng ta phải chép hết và tập để hoàn tất chương trình nha. Rồi tiếp theo là ở bài số 2 trang 144. Bài này thì chúng ta sẽ luyện tập với người bạn kế bên để hỏi đáp về những chuyến bay thôi. Ở đây rủ anh chị em về ở nhà mình để mình luyện cái bài này với cô nha. Học online thì giờ mình đang ngồi ở nhà, mình không có được ở trong lớp luyện tập với bạn bè thôi. Mình rủ gia đình mình ra luyện với mình ha các bạn ha. Rồi đây là hai câu ví dụ ha. Người đặt câu hỏi, người trả lời cho cô. Và nhớ dùng thì hiện tại hoàn thành. Rồi, ở điểm ngữ theo cái này quan trọng nhất của bài số 15 nè. Cô muốn hướng dẫn các bạn so sánh giữa thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn. Như mình biết công thức của nó, hiện tại hoàn thành là has, have và by đi. Quá khứ đơn là subject plus verb. Verb gì nè? Possible thì là verb 2, hoặc là có quy tắc thì thêm ed, đúng không? Rồi, vậy thì công thức của nó là như thế. Vậy thì cách dùng của nó khác nhau như thế nào? Các dấu hiệu nhận biết ha. Đối với thì hiện tại hoàn thành thì những cái từ để nhận biết của nó nè, đó là những chữ already, đã rồi. Các bạn coi ví dụ nha. Yet, chưa. Just, vừa mới. Recently, gần đây. Ever, đã từng. Never, chưa bao giờ. Since, kể từ. For, trong một khoảng thời gian nào đó. Đây, những cái từ in đậm này, đó là những từ để nhận biết ở thì hiện tại hoàn thành, rất quan trọng nha. Các bạn phải học thuộc lòng cho cô ha. Và chúng ta coi ví dụ ở nhà, ở không coi cho kỹ với cô ha. Và ghi vô tập hết cho cô. Đó là dấu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành. Thì đối với thì quá khứ đơn, chúng ta quá rành quá khứ đơn rồi. Thì dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ đơn là những chữ như yesterday, last, last week, last month, last year, ago. Ví dụ như 2 years ago, centuries ago.
In có một thời gian trong quá khứ, ví dụ in 1990, in the 19th century, vân vân. Rồi các bạn có ví dụ ha. Đó là cách nhận biết của thì quá khứ đơn với hiện tại hoàn thành. Phải học thuộc lòng cho các bạn. Chép hết vô tập kia vô. Rồi bây giờ mình qua tới cách sử dụng này. Thứ nhất là xét về thời điểm diễn ra của sự việc trong quá khứ. Thì hiện tại hoàn thành diễn tả một hành động xảy ra và kết thúc tại một thời điểm không xác định. Không xác định. Ví dụ, ba isn't here now. He has left for Singapore. Hiện giờ ba không có ở đây và anh ấy đã đến Singapore rồi. Nhưng mà người ta không đưa ra cho mình biết là thời gian anh ấy đến khi nào. Nó khác với quá khứ đơn. Quá khứ đơn thì diễn tả hành động xảy ra và kết thúc tại một thời điểm xác định trong quá khứ. Ví dụ, ba left for Singapore yesterday. Trong câu này lại có từ yesterday. Các bạn thấy không? Có từ yesterday. Có xác định thời điểm trong quá khứ. Thật ra phải chia ở thì quá khứ đơn, left for. Nói tóm lại thì hiện tại hoàn thành diễn ra hành động xảy ra và kết thúc tại một thời điểm mà chúng ta không biết được thời gian. Còn thì quá khứ đơn có thời gian, có điểm, thời điểm xác định trong quá khứ, chia quá khứ đơn. Tiếp theo, cái thứ hai, xét về hành động trong quá khứ có hoặc không có liên quan đến hiện tại. Ví dụ rõ ràng hơn ha. Thì hiện tại hoàn thành diễn tả hành động đã xảy ra và còn kết quả ở hiện tại. Ví dụ, tôi đã đánh máy 10 bức thư sáng nay. Nếu chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành có nghĩa là sáng nay chúng ta còn có thể đánh tiếp nữa, chưa chấm dứt cái việc đánh máy lá thư ở đây. Nhưng nếu chúng ta dùng ở quá khứ đơn thì diễn ra hành động xảy ra và không còn kết quả ở hiện tại. Tôi đã đánh máy 10 bức thư sáng nay, có nghĩa là mình không còn đánh thêm một bức thư nào nữa, nó đã chấm dứt rồi. Các bạn hiểu chưa nào? Rồi, đó là cái sự khác nhau giữa thì quá khứ đơn và thì hiện tại hoàn thành. Ở nhà ở không chúng ta nghiên cứu cho thật kỹ hai thì này ha, bởi vì lên lớp 9 chúng ta còn gặp nó rất nhiều. Và chép hết vô tập cho cô hen. Rồi bây giờ áp dụng vào cái thì quá khứ đơn thì hiện tại hoàn thành chúng ta đã học. Bây giờ chúng ta làm bài tập số 3 trang 146. Ở bài tập này chúng ta sẽ đọc những cái câu và xem cái hành động đó hoàn thành hay chưa hoàn thành. Ví dụ, I've been to Sapa Highlands. Nếu câu đó hành động đó hoàn thành rồi, mình đã nói câu này có nghĩa là hành động đã hoàn thành rồi. Mình đánh vô cột finish action. Rồi câu B, they have lived in Cà Mau for 10 years. Họ đã sống ở Cà Mau trong 10 năm. Có nghĩa là bây giờ họ, hiện tại bây giờ họ vẫn còn sống ở Cà Mau. Như vậy cái hành động này là còn tiếp diễn, chưa hoàn thành. Thì chúng ta đánh vô cột incomplete action cho vô. Rồi chúng ta tự làm ha, rồi dò đáp án với cô. Tự làm hết và dò đáp án ha. Rồi chép luôn nha. Ở bài số 4 là người ta yêu cầu chúng ta hoàn thành bài hội thoại. Sử dụng thì hiện tại hoàn thành hoặc là thì quá khứ đơn của động từ được cho trong ngoặc. Các bạn làm đi ha, tự làm trước. Xong rồi chúng ta mới mở ra dò đáp án với cô. Áp dụng công thức từ nhận biết. Nãy chúng ta vừa mới học là chúng ta giải quyết được bài tập này thôi. À, đó là đáp án của cô. Ở cái câu số 1, chúng ta chia ở hiện tại hoàn thành, lý do cuối câu có từ yet. Hiểu rõ chưa? Ở số 2, ở cái điểm số 2, chúng ta chia hiện tại hoàn thành luôn, lý do trong câu có từ since last year. Ở câu số 3, chúng ta cũng chia ở hiện tại hoàn thành, lý do trong câu có chữ gì nè? Đó chính là chữ since. Hiểu rõ chưa? Since then. Rồi, ở số 4, have you heard the news about Nam? Bạn có nghe tin tức gì về Nam không? Câu này tại sao ta hỏi ở hiện tại hoàn thành? Bởi vì không có thời gian, thấy chưa? Không có thời gian xác định. Hỏi chung chung, không có thời gian xác định hiện tại hoàn thành. No, what happened? He had an accident. Cô ấy đã gặp tai nạn rồi. He was jogging. He suddenly broke his leg. Has the plan arrived yet? Câu này có chữ yet quá rõ ràng ha. Số 9 có chữ yet. Rồi chúng ta dò đáp án với cô ha. Rồi chúng ta chép hết vào tập cho cô. Rồi chúng ta hết bài tập rồi.
Và về nhà chúng ta làm bài tập về nhà ha, học từ mới, cấu trúc, công thức thuộc lòng ha. Có bài tập tiếp theo, chúng ta làm bài tập tiếp theo trên trang web của trường nha. Và chúng ta nhớ hoàn tất chương trình và ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào năm mới. Bye.